tú eres bella con la papaya. No digáis nada, no os entendería. Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Úi giời, mới vào là cầm zombie thế này. Rồi, các bạn đợi xíu mình diệt gọn hai cái thằng này á. Rồi, úi giời. Rồi, mới mấy hôm nay thì mình ít chơi CF Mobi lắm. Úi giời ơi, vào mồm ủi vãi. Tinh niên, kinh quá, lượn lờ như đúng rồi. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AK-47 Chao Dragon. Thì khẩu này thì rất là, nó cho dùng free rất là nhiều nhiệm vụ ngày, hoặc là nói chung là khẩu này cho rất là nhiều, hay là điểm danh hàng ngày. Cái nhiệm vụ điểm danh hàng ngày thì mình cũng có clip hướng dẫn rồi, các bạn có thể tìm trên YouTube thì sẽ có thôi. Điểm danh thì nó hay cho cái khẩu này lắm, với lại sự kiện thì nó rất là cho nhiều khẩu này rất là nhiều. Úi giời ơi, mình mấy hôm nay mình rất ít bắn cái úi giời vãi. Ủa không dính à, vãi. Tinh niên ném thế không dính. Mấy ngày hôm nay thì mình ít chơi nên điều khiển nó hơi lệch lạc xíu, thì chơi 1-2 trận đầu tiên thôi, cứ sang trận 3-4 hoặc 2-3 trở đi thì có thể mình có thể quen hơn chứ. Ít chơi mà chơi lại thì nó rất là khó. Rồi, úi giời, cái tâm nó lâu rồi chưa bắn AK. Úi giời ơi, chết rồi à, kinh thế. Bạn hơi bị khoai rồi, à bạn hơi bị đen rồi. Úi giời, cào bằng mắt này. Rồi, có bot đằng sau nữa. Úi giời, bom này, ném bom này. Rồi, ok. Úi giời, ngon. Cứ ném bom đi, mình có phương pháp để giải nó mà. Bạn thích thì bạn cứ ném thôi, mình thích thì mình cứ giải độc thôi. Úi giời, đâu rồi? Rồi, zombie hơi bị ít các bạn ạ. Mà hình như còn thằng kia trên kia nữa thôi. Rồi, chết cả lũ rồi. À, phòng này là chế độ zombie 16 người nhá, không phải là 10 người nữa. Mình chắc là sẽ dần dần chuyển qua chơi 16 người zombie cho nó đông, cho nó vui đi. Clip thêm hay. Úi giời ơi. Không nên thẩm du lâu các bạn ạ. Nếu mà đứng một chỗ thẩm du thì mấy chỗ kia mình không nói. Chứ mà đã đi săn mà đừng đứng lâu, đứng lâu kiểu gì cũng bị móc. Rồi, có gì ngon không đây? Úi giời ơi, MG. Gặp lắm MG. Toàn gặp súng thẩm du. Rồi, úi giời, lao xuống chết luôn. Đây thì toàn súng non, mà sao trâu máu thế? Úi giời ơi. Từ từ thôi em ơi. Rồi, hết giờ. Rồi xong, biến luôn, biến luôn. Hết giờ là bị kiếm ít kill. Rồi, biến hero chém nó nhiều kill hơn các bạn đi bắn các bạn ạ. Nói chung nếu mà còn nhiều thời gian thì các bạn nên kiếm ít kill bằng súng rồi cầm hero chém nó rất là nhiều kill. Còn nếu hết giờ, các bạn nhắm hết giờ, đây là mình chơi để cho các bạn xem nó hay thôi. Chứ nếu mà mình chơi bình thường thì gần hết giờ có hero mà mình cảm thấy gần hết giờ thì mình sẽ biến hero chém nó nhiều kill hơn, thay vì mà đi bắn kiểu đấy. Mà nếu mà các bạn cầm hero mà các bạn thắng thì nó cũng cộng thêm được cũng rất là nhiều kill. Các bạn tựa cứ xem gần hết giờ mà các bạn biến hero là đẹp. Rồi, như vậy thì sẽ rất là ngon, rất là tuyệt vời. Úi dồi ôi, dông đông thế này chắc mình sẽ thoát thôi. Không nên đứng đây lâu làm gì, lâu nó bọc nhiều đầu thì mình không thoát được. Ở phiên bản này dạo này nó rất là lang nên mình không dám đối đầu đâu. Chứ chơi bình thường thì mình có thể là mình sẽ troll zombie, nhưng hiện tại là nó lag lắm. Nhìn ping nó xanh vậy chứ ping bên khừa nó có 3 mấy thôi, bên mình từ 5 mấy đến 60 trở lên. Chơi như thế thì quá thua thiệt mà không thể chơi liều được. Nếu mà về Việt Nam thì ping thấp xuống thì mình có thể chơi nó được ok hơn thôi. Úi dồi ôi, chứ troll zombie mà cứ ping cao hơn chúng nó thì chúng nó cào được mình nhớ, mình không thoát được tụi nó. Rồi, sau lưng em này. Úi dồi ôi, đi lùi. Hình đi lùi cho gần hết máu đây này.
Úi giời ơi, sao bắn không trúng thế này? What the fuck? Rồi. Rồi, có y tá. Sao cái rào này gặp y tá mình toàn khiếp luôn các bạn ạ. Nó chạy nhanh quá, săn không được. Cứ săn là nó chạy nhanh hơn mình mà, săn không mắt à. Úi giời ơi, móc lốp. Mấy thấy móc lốp đây rồi. Rồi, từ từ thôi. Mình sẽ cố kiếm ít kill rồi, sẽ biến hero cân cả bầu trời. Rồi. Úi giời ơi, sao lại hiện hết giờ rồi còn có zombie vào nữa trời. Úi giời ơi, hết đạn rồi. Mình sẽ... Úi giời ơi, vãi. Rồi, biến luôn, biến luôn. Úi giời ơi, thằng này trâu máu thế. Trâu máu thế. Rồi, rồi ném bom, ném bom, ném vào mắt này. Úi giời ơi, chết chết kìa. What the fuck. Này thì chạy bằng mắt này. Úi giời ơi, đông thế, sau lưng. Úi giời ơi. Rồi, rồi bịt ngay mà. Đông thế này không chết mới lạ đấy. Không được các bạn ạ, còn mấy giây nhưng mình không chịu được. Tại zombie nó đông quá. Nếu mà gắng thêm mấy giây nữa thì mình sẽ cộng được nhiều kill hơn. Săn kill thì chủ yếu là hero. Các bạn săn thật nhiều kill ở phút chót và biến hero là nó sẽ được nhiều kill hơn. Đây là kinh nghiệm mình săn zombie thôi. Nói chung cũng gà gà, đủ để săn thôi. Chứ còn bro thì phải gặp mấy thanh niên kia. Mấy thanh niên kia, úi dồi ôi, thẩm du cả lũ. Rồi, cứ dùng đông thì các bạn không nên đứng trước kia làm gì. Trước kia chỉ có nước hiến mạng thôi. Tại vì nó quan sát không kỹ thì sẽ là rất là nhiều hướng. Mà quan sát kỹ thì nó cũng bọc nhiều đầu thì rất là khó thoát. Hồi trước thì rất là dễ thoát. Tại vì ping, mình cảm thấy ping nó rất là ổn. Trôn zombie, úi dồi ôi, trôn zombie ok. Sao lại mất giáp thế này? What the fuck? Rồi thanh niên, thanh niên chơi móc lốp thế này. Rồi đang đứng nói chuyện vu vơ mà móc lốp thế này. Úi dồi ôi, chạy đến bằng mắt này em mày. Rồi, sau lưng này. Úi dồi ôi, lag. Trời ơi, chơi zombie 16 người nó lag. Rồi, không sao, lag thì lag thôi. Chơi 10 người thì nó sẽ đỡ lag hơn. Nhưng mình nghĩ là nó lag hơi một xíu thôi, không phải là lag rất là nhiều. Còn máy của mình thì nó cũng rất là ok, đủ chiến game. Rồi, úi dồi ôi, biết ngay mà, đứng mà lòi mặt xuống kiểu gì cũng rớt. Ôi, úi dồi ôi, nó thấy mình rồi. Kinh quá. Rồi, úi dồi, chạy đường nào cũng gặp. Không biết chạy đường nào đây, mất cái giáp rồi không biết là. Úi dồi, có hero. Có hero thì mình sẽ đứng đây và cân cả bầu trời. Rồi, lại đây. Cân bầu trời. Cân cả bầu... Úi dồi. Cân cả bầu trời của mình đấy. Khát lời. Pha đấy mình hơi bị tự tin. Làm gì thế em ơi. Rồi, thôi xong rồi. Kẻ bị giết nó kinh quá. Một mình nó cân cả thằng hero luôn. Quá khủng khiếp. Trong CFM thì có con y tá thì lại cáo là kinh người. Kỹ năng như hack. Lại có kẻ bị diệt. Cân được hero. Thế này thì chơi rất là khó khăn cho anh em đi săn rồi. Úi dồi ôi, trận cuối cùng này cầm tơ thế này. À cầm zombie. Úi dồi. Vãi. Thủ kiểu gì đấy. Rồi, chết sạch rồi các bạn ạ. Nghe mình đoán là trận cuối này sẽ kết thúc rất là nhanh. Cái gì chứ cầm y tá trong tay thì không kết thúc nhanh mới lạ đấy. Rồi, nãy mình thấy thằng bên kia. Qua xem có không. Úi giời ơi, nó chạy đâu thế. Rồi, không phát hiện được thằng nào, chắc là trước này rồi. Đó, biết ngay cả lũ kìa. Rồi, úi giời ơi. Rồi, sẽ là thanh niên rớt mạng đầu tiên. Úi dồi, hai thằng liếm một thằng kinh quá. Nhưng mình liếm trước. Kinh quá các bạn. Rồi, thanh niên không biến hero. Không biến hero này, cái tội thể hiện này. Ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Úi dồi, vãi. Mình tính nhảy qua mà không được. Rồi, cứ mình sẽ cố gắng làm nhiều clip cho các bạn xem. Rồi, clip tuy không được ok, zombie hơi bị nhiều này. Úi dồi. Nhưng mình sẽ cố gắng lên những clip sau nhé. Rồi còn thanh niên này nữa.
mình sẽ cân thằng này từ từ đã. Để kêu kia hồi phục là cho dù nó có bắn bom thì mình vẫn qua được thôi. Khẳng định luôn, kêu này chạy như hết chứ. Đó, thấy các bạn thấy chưa? Cho dù có bị bắn trúng cũng không rớt được. Úi giời, chạy đâu? Chạy bằng mắt này. Úi giời, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Chết đi. Các bạn xem.